Rồi em chào anh em đã đến kênh lúa miền Tây anh em ơi. Thì hôm nay em chia sẻ anh em cái miếng 10 14 12 và 10 16 cái giống này anh em. Đó, thì cái miếng này nói chung có đường mương đó. Thì bên 12 bên 16 đó anh em. Thì ở cái miếng này em bữa nay em cũng xịt xịt thuốc lo lẹ chỗ luôn anh em, là gọi là chỗ lẹ sạc á. Nha. Thì em xịt cái loại thuốc nào bên đây em xịt khác nha anh em. Cái miếng chính ở nhà là 14 cái giống em sẽ xịt thuốc khác, mà cái miếng này á, cái miếng 14 16 cái giống này nó đỡ đỡ bệnh hơn cái mấy miếng kia nha anh em. Em quay cho anh em xem nè. Đây bên của người ta bệnh. Bên ta bị nè, mà bên đây nè. Thì nó đỡ bệnh nha anh em. Đó, thì em lộ bên 16 ký cho anh em xem luôn. Đó, thưa lắm anh em. Thì em quay ở đây khúc rồi xong rồi em về em lấy thuốc em xịt anh em ạ. Em quay thuốc cho anh em, em chia sẻ anh em luôn bà con luôn nha. Em bà con nhớ ủng hộ mình đăng ký kênh nha. Để thử coi tới tới nó chỗ cái lượng bông nó như nào, và cái bông nó có to không nha anh em. Đây 16 ký nè. Sáu cái giống à, đó là chỗ cái gì cái xài đây nè, nó thì ngồi lại đó pha thuốc rồi quay chỗ cái xài cho anh em xem luôn, thì nó có chỉ cách đường mương nha anh em, đồ bà con, đó. Đó. Đây 12 ký nha, thử đỉnh lên luôn, nha. Rồi em sẽ đi khúc nữa rồi em lấy anh em bên khu ta này, bên đây nó đỡ luôn rồi, nhiều ổ đỡ bệnh nhiều anh em nè. Còn em sẽ chia sẻ anh em cái vài bữa em chia sẻ anh em cái video mà một bên lúc cày với một bên không lúc cày, mà một bên ít lúc cày em cắt bỏ hết, còn một bên mà có lúc cày nhiều á em bỏ gì luôn. Tại vì cái miếng này nhiều người ta làm, người ta nói không ai dám mướn người mà dám mướn phương lúa cờ nhiều quá đó. Thì em nói để cái vụ này em thử rồi sao cái mặt độ lúa cờ nó bên cái nó như nào để biết đường nó. Thì cái phía bên đây á, thì nó đỡ nè, cái miếng nửa miếng này đỡ nè, nửa miếng kia hơi bị nhiều nghe nè, nửa miếng bên 16 cái giống á nó hơi bị nhiều nha. Thì em sẽ bên đây em sẽ xử lý cho sạch luôn, bên kia em sẽ xử lý thuốc nha. Vụ sừng này tới đây em sẽ xử lý thuốc cho anh em mà con xem thử coi nó thì nó đạt trên 80-90%, còn anh em không tin thì cứ anh em để em thử xong á rồi em chia sẻ rồi anh em hả không có dùng nha. Đó, thì để em thử em xịt thuốc cho anh em xem á, cho anh em mà con nó xạo nữa, nhưng mà bên đây em sẽ xử lý sạch luôn nha, bên đây em xử lý không còn cây cơ lúa cờ luôn anh em. Phía bên kia là em chưa lấy hết, để bữa hay bữa anh em ra đầu ngày em quay chỗ gò cho anh em xem nó như cái rừng á. Em xịt xong rồi cái video xem sẽ chia sẻ cái chỗ lúa cờ cho anh em xem như cái rừng luôn, phía bên 16 cái giống á, những cái gò là em cứ để gì luôn, mà bên đây em sẽ xử lý sạch nha anh em. Rồi tới cái vụ đông xuân này vừa cắt lúa xong em sẽ xịt thuốc nha, xịt thuốc rồi tới vụ đông xuân em sẽ chia sẻ anh em mà thử cái mặt độ lúa cờ nó còn không, thì nó giảm từ 80-90% anh em ơi. Đó, thì anh em không tin bà con không tin thì cứ để em thử trước hả, em thử xong hả anh em mà coi, để em thử xong hả anh em mà con hả bà dùng nha. Đó, thì cái gì em dám làm gì em dám em chả sợ gì anh em ơi. Nói chung là mình đã chia sẻ cho bà con thì phải chia sẻ cho tới nơi tới chốn nghe anh em. Nè này lo chỗ này như này nè anh em bà con. Nó thì bữa nay em xịt nha anh em. Đó, này 12 cái giống rồi. Còn này 16 ký này anh em. 16 ký chỗ hơi nhiều nè anh em ơi. U chích mẹ hổm giờ ra thăm bây giờ chỗ. Hôm giờ em ra thăm quên mà giờ nó chấu xịt luôn, bữa nay xịt nha anh em, chút xịt nha, giờ xịt đi thôi hồi nó phơi màu anh em ơi nha, vì lấy thuốc xịt được thôi hồi nó phơi màu á. Đó, còn đây là chỗ này nè, rồi giờ em về lấy thuốc em ghép vô video này luôn, em xịt bên đây cái thuốc khác nha anh em, miếng 14 cái giống thuốc khác nha, còn miếng này 12 cái giống 16 cái giống xịt thuốc khác nha anh em bà con. Đó, quy khuẩn thì còn thì nói chung nó cũng không có nhiêu tiền anh em ơi. Nó thì xịt cái cử này nó không nhiêu tiền, chủ yếu là cái hoàng quy khuẩn thôi chứ lem lép hạt. Nó còn đồ ôn thì nói chung đồ ôn thì anh em lấy vừa cái thằng OM18 này, chủ yếu là đồ ôn của bông ở giai đoạn là chỗ điều với chỗ 0.2 anh em ơi.
đó thì cái đồ ôm cái cử chỗ là sạc mình xịt nhẹ cũng được nha. Thì đồ ôm lá giờ nó có ít tấn công lắm, chỉ vi khuẩn lá tấn công thôi đó. Thì bây giờ em gì em chia sẻ loại thuốc em xịt cho anh em, em ghép vô video sau nghe anh em. Nhưng mà con nhớ ủng hộ mình cách đăng ký kênh để em có động lực làm những video tiếp theo đó. Rồi em chào anh em rồi con. Rồi đây anh em ơi, thì em chia sẻ anh em nha. Thì hôm nay em xịt cái miếng 12 16 cái giống này anh em. Em xịt mình em nha. Đó, cái dàn này nó hai cánh nên xịt mình một. Thì ở cái miếng này thì em xịt 10 công á. Cho 10 công anh em, hai chai này anh em. Đây. Hoạt chất azoxystrobin này. Nó cái hoạt hai hoạt chất này tí là đi thêm con này anh em. Và nó bằng cái thằng mít thịt ở thằng hép nha. Nó cao hơn thằng mít thịt ốp anh em. Thì nó vẫn quản lý lên lớp hạt đồ ôm chữ lá này đó. Đây pha là 15 đến 25 ml thì mình 25 lít nha. Thì một chai này nếu tính ra nó là được 10 bình anh em ơi nha. 10 bình là hai chai này em cho 10 công nha. Rồi dưới mua 10 công là 4 gói bia 10 kg này nha. Đây cái miếng này bữa hôm em chưa xịt chim sâu đó. Đây đây cái bột thuốc bữa. Bột thuốc này bữa hôm em xịt này. Đây. Ngày hôm nay em sẽ cái thứ kích động anh em. Đây. Bây giờ em xịt này để được kích động á nha. Đó. Rồi chim sâu này nè. Đó. Ngày sau cũng lá đục thăng kịp một cánh trắng bộ chỉ nhện nè nha. Rồi dưới em cái này cái cơm kết 5 gói rồi 7 gói chứ 10 cống nha. Chiến tre tôi nít em chia sẻ cho 10 cống anh em đó. Thì cử 46 ngày đấy anh em. Bây giờ là cử này 62 ngày nha. 62 ngày thì hai chai này anh em. Với thằng này em tại vì được trước có người cái sâu có nhận vé đó nên em không xịt. Em chỉ vừa bệnh lớp vàng nè, còn chạy bị lá vô vi khuẩn nè, cái bệnh lên lớp đen lớp ấy rồi đó vô nấm á. Đây bây giờ em xịt anh em đó. Rồi chào anh em, em pha thuốc em xịt nha.